Quên phút giây xa trường, nghẹn ngào mặn môi nói không nên lời. Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều, hành trang để ta bước trên đường xa. Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11, chạy lòng ta luôn nhớ tới trường xưa, bạn bè và thầy cô. Nét chữ con thơ đưa ta vào đời, tiếng nói thân quen nghiêm trang của thầy, rất xứng ta luôn vững tin người. Thôi ngày thơ tôi soi đường học trò, ôm xiết tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng, nước mắt lòng đầy phút xa rời trường, mãi mãi trong ta không thể quên. Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường, gửi lại cho ta nhớ thương ngày xưa. Kỷ niệm nào quên phút giây xa trường, nghẹn ngào mặn môi nói không nên lời. Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều, hành trang để ta bước trên đường xa. Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11, chạy lòng ta luôn nhớ tới chuyện xưa, bạn bè và thầy cô. Mãi mãi không quên, không quên, không quên, nét chữ câu thơ đưa ta vào đời, tiếng nói thân quen nghiêm trang của thầy, rất xuân xuân ta luôn vui người. Thôi ngày thơ tôi xuân học trò, ôm siết tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng, nước mắt long lanh phút xa rời trường, mãi mãi trong ta không thể quên. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn,
để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho. Trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Cho em bài học hay,
mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa hay dạy dỗ khi em tôi còn thơ, khi thầy viết bảng bụi phân rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên phút giây này thầy em tóc như bạc hơn vì bụi phân để cho em bài học hay, mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tôi còn thơ. Làm sao có thể nào quên ngày xưa hay dạy dỗ khi em cô đã gieo rắc luôn quan tâm
tâm sự của một thời học trò vui. Biết bao lòng em kính tặng, đôi ngó rằng giữa thơm ngàn và mãi tri ân công ơn từ thầy cô. Hạnh phúc ấy như bao dù mang niềm tin vững bước trên đường đời. Thời học cho vui, biết bao lòng em kính tặng, đôi hoa rạng rỡ thơm ngàn và mãi tri ân công ơn từ thầy cô. Hạnh phúc ấy như bao dù mang niềm tin vững bước trên đường đời. Gửi cho những điều tốt đẹp nhất trong đời và cảm ơn những gì từ thầy cô đã gieo rắc luôn quan tâm những tâm sự của một thời học trò vui. Biết bao lòng em kính tặng, đóa hoa rạng rỡ hồng ngàn và mãi tri ân công ơn từ thầy cô. Hạnh phúc ấy như bao dung mang niềm tin vững bước trên đường đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin chào cảm ơn thầy Nguyễn Huy Trung, hiệu phó đại diện cho ban giám hiệu nhà trường. Tiếp theo chúng ta cùng đại diện quý thầy đã dành cho chúng ta ngày hôm nay, chúng em xin trân trọng K36 1997-2000 của chúng ta lên kế hoạch tổ chức hội khóa và diễn ra trong một thời gian rất là đặc biệt, đó là năm Covid, và chúng ta cũng rất là lo lắng, không biết rằng buổi hội khóa chúng ta có được đủ những cái thuần duyên để chúng ta thành công như ngày hôm nay hay không. Nhưng mà có lẽ là khi lên thì trời cũng chiều người, rất là thành công trong niềm vui và hạnh phúc. Và tuy nhiên để có được buổi lễ trang trọng như ngày hôm nay, bất chấp vượt qua mọi khó khăn về địa lý, về thời tiết như thế này, thì chúng ta cũng ghi nhận. Xin mời các bạn hãy cùng đứng lên thật trang nghiêm để tri ân thầy cô khả kính của chúng ta. Xin mời các bạn cùng đứng lên ạ. Chúng ta cùng chỉnh trang lại hàng lối cho thật thẳng ạ. Vâng, các bạn sẽ chỉnh hàng cho thật thẳng để giây phút này chúng ta sẽ ghi hình. Chúng con xin phép thầy cô đứng thành một hàng thôi ạ. Vâng, sân khấu của chúng con rất là rộng. Các thầy cô đứng gần nhau hơn ạ, để thành một hàng thôi ạ, để chúng em thực hiện nghi lễ dâng hoa chúc mừng thầy cô ạ. Vâng. Trong nhịp đập thổn thức yêu thương trong lồng ngực của thầy cô, từng giác quan thức tỉnh và mạch nguồn cảm xúc sẽ lạnh trào dâng như thuở ban đầu, ký ức thiêng liêng về một thời áo trắng. Trong thời khắc này, xin mời tất cả các bạn cùng lắng đọng tâm tư thật trang nghiêm với tất cả lòng biết ơn kính quý đối với quý thầy cô. Xin mời toàn thể K36 chúng ta hãy cúi đầu thật thấp trước thầy cô và lắng đọng tâm tư cho phút giây này ngưng đọng cả thời gian. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, cảm ơn các bạn. Xin mời quý thầy cô. Xin dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các em học sinh. Phần quà, sự chia sẻ, động viên, cổ vũ tinh thần của các cô chú, các anh chị K36. Chúng ta dành tặng cho em một món quà. Nguyễn Văn Triền và bạn Lê Hải Dương tiếp tục trở lại sân khấu để trao quà cho em Minh Chiến. Xin mời. Chờ đợi cái giây phút này rất lâu. Các thầy không phải là mong muốn cái gì, mà mong muốn cái duy nhất đó là được gặp lại trò cũ sau 20 năm. Gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ra trường thì cũng thấy được phần nào gia đình, cuộc sống, công việc của em đã hình có cái ấn tượng trong các thầy cô. Đóng góp công sức trí tuệ của quê hương, của nhà trường đối với đất nước trên con đường của kỷ niệm. Thơ thể năm chữ xin đọc các thầy cô nghe, em nghe trước khi hát. Hè về hoa thắm đỏ, phượng thắp lửa ven đường, và những tà áo trắng ngẩn ngơ trước sân trường. Ai còn nhiều vấn vương bởi nỗi lòng xa cách, tình ta còn hay mất khi trống trường thôi dung. Ve vẫn sôi ầm ào, bạn cầm cành phượng trang, tôi ngượng ngùng chưa nói tưởng mình giữa chiêm bao. Hè ơi mỗi năm về
ghi thêm bao kỷ niệm tuổi thơ còn lưu luyến, mộng mơ thật trắng trong nét đỏ lửa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, và sau đây chúng em xin được trân trọng kính mời quý thầy cô hiện diện ở trên sân khấu để chụp những bộ ảnh lưu niệm cùng với ban tổ chức và tập thể các lớp. Trước các thầy cô một món quà. Quà nhỏ mà lại hơi to hơi nặng, cho nên là chúng con xin phép là đến giờ phút này mới chuyển lên gửi cái thầy cô. Nào chúng ta học lớp, nhưng mà ngày hôm nay mọi người không được phản đối lớp trưởng lúc này.
sau lớn lên người.